Đủ thời nha. Đây là chương trình Phật Pháp Bất Đạo Thầm trên mạng Pao Talk, trên mạng Internet qua Pao Talk, Facebook và mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông. Tháng 5 từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con là người thành kính đảnh lễ xin đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 24 tháng giêng năm 2021 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Bồ Tát Ma thì theo giáo đẳng biên soạn tiếp tục bài 59 tương hợp giữa tâm và thuộc tánh phần 1. Sư do thượng tọa giáo đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ kính Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trung thiện. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Bồ Bích Thái Giác, sạch thứ lành tay, chúng con kính tri ân tạo minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa tùy chúng. Bài học hôm nay, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, tiếp tục bài 59. Tương hợp giữa tâm, giữa tâm và thuộc tánh phần 1. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa Tế Siêu từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bích Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào quý Phật tử và tu nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài thắng pháp về tương hợp giữa tâm và thủ tánh. Trong tuần qua chúng ta các cái tâm sở phối hợp với tâm cơ năng hay là tâm vô nhân. Hôm nay chúng ta sẽ học về sự tương hợp giữa tâm bất thiện và thuộc tánh, tương ưng với tâm bất thiện.
Tâm bất thiện gồm có tâm tham, tâm sân và tâm si. Và trong tâm bất thiện luôn luôn, nó cũng luôn luôn có hai phần. Vừa rồi khi chúng ta học về tâm vô nhân thì chúng ta chỉ có học về cái thuộc tánh tự tha thôi. Nhưng mà ở đây, khi chúng ta học về cái sự tương hợp giữa tâm bất thiện với thuộc tánh của chúng, thì chúng ta nhớ rằng thuộc tánh tương hợp với tâm bất thiện phải là thuộc tánh tự tha và thuộc tánh bất thiện. Chúng ta nói tổng quát thì gồm có 27 thuộc tánh tương hợp với tâm bất thiện, đó là 13 tự tha và 14 bất thiện. Nếu chúng ta phân tích riêng lẻ thì bài học ngày hôm nay sẽ đề cập đến. Bây giờ xin mời cô Lâm Nhiều Nguyệt đọc cho tiếp tục bài học, rồi sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng giảng sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá Sa Thủ Lĩnh Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Thị Siêu đã giảng nhập bài học. Dạ, con xin được đọc bài học, con xin được đọc lại từ đầu. Tiếp tục bài 59, tương hợp giữa tâm và thuộc tánh, phần 1. Phần này sẽ được giảng trong nhiều bài học. Một trong những điều rất quan trọng trong việc học thấu pháp Abhidhamma là hiểu rõ sự tương hợp của tâm và các thuộc tánh. Người học không những chỉ nên nhớ những con số mà còn hiểu rõ lý do tại sao có và không có. Đây là đặc điểm mà thắng pháp mang lại cho người học. Theo lời của Đức Tế Trì thì con xin đọc ba phần tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham, thuộc tánh có 22 thuộc tánh tương hợp, 13 thuộc tánh tự tha, 4 si phần, 3 tham phần, 2 hung phần. Những tâm tham hợp tà trừ ra ngã mạng, những tâm ly tà thì trừ ra tà kiến, những tâm tham vô trợ trừ hai hung phần. Tâm sân, thuộc tánh có 22 thuộc tánh tương hợp, 12 thuộc tánh tự tha trừ hỷ, 4 si phần, 4 sân phần, 2 hung phần. Tâm sân vô trợ trừ 2 hung phần. Tâm si thuộc tánh tâm si hoài nghi có 15 thuộc tánh tương hợp, 10 thuộc tánh tự tha trừ thắng giải hỷ dục, 4 si phần, 1 si hoài nghi. B. Tâm si phóng dật có 15 thuộc tánh, 11 thuộc tánh tự tha trừ hỷ dục và 4 si phần. Bây giờ con xin thỉnh ý kiến của chị Tăng là con đọc tiếp hay là tới đây cho anh tạm ngưng để Thượng Tọa Nhật Đẳng giảng giải ạ. Dạ, con đã đọc xong phần tâm tham, tâm sân, tâm si. Dạ. Con đã đọc xong phần tâm tham, tâm sân và tâm si rồi á. Vương kính thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng giảng giải cho bài học năm mới thầy nhé.
không biết là cô Lăng Trần, cô không có nhận cái bài bài học đầy đủ hay sao? Chúng ta còn nhiều phần lập, nhiều phần của đọc về tám tâm tham và phần chú thích. Dạ. Cô Lăng Nhật Nguyệt có thấy không cô? Như mỗi một tám tâm tham thì mỗi một tâm tham có một số cái thuộc tính riêng. Rồi phần chú thích cũng dài nữa. Dạ. Ông dạ rồi, giờ mời cô Lăng Nhật Nguyệt đọc hết phần tâm tham, chúng tôi sẽ giảm phần tâm tham. Sau đó chúng tôi sẽ thỉnh thiền tọa Từ Siêu giảng một phần. Rồi sau đó chúng ta bước qua tâm sân, và từ đó thì sư và chữ tư cũng sẽ giảng về tâm sân rồi tâm si. Chúng ta đọc phiên. Xin mời cô Lăng Nhật Nguyệt quan hệ trở lại. Dạ, dạ nó mời bên thầy giác. Dạ, con xin sám hối. Con xin đọc lại phần tâm tham. Tâm tham thuộc tánh có 22 thuộc tánh tương hợp vì 3 thuộc tánh tự tha, 4 si phần, 3 tham phần, hôn phần. Trừ những tâm thọ xả, trừ thuộc tánh hỷ. Những tâm thọ xả, trừ thuộc tánh hỷ. Những tâm tham hợp tà, trừ ra ngã mạn. Những tâm ly tà, thì trừ ra tà kiến. Những tâm tham vô trợ, trừ hai hôn phần. Tâm tham thọ hỷ. Một, tâm tham thọ hỷ hợp tà, vô trợ. Tương hợp với 13 thuộc tánh tự tha, 4 si phần, 2 tham phần, trừ thuộc tánh ngã mạn. Hai, tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ tương hợp với 13 thuộc tánh tự tha, 4 si phần, 2 tham phần, trừ thuộc tánh mạng có thể có hôn trầm thủy miên bất định. 3. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ tương hợp với 13 thuộc tánh tự tha, 4 si phần, 2 tham phần, trừ thuộc tánh tà kiến. Thuộc tánh ngã mạng có thể đi với tâm này với tính cách bất định. 4. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ tương hợp với 13 thuộc tánh tự tha, 4 si phần, 2 tham phần, trừ thuộc tánh tà kiến. Có thể có thuộc tánh ngã mạn bất định, có thể có 2 thuộc tánh hôn phần bất định. 5. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ tương hợp với 12 thuộc tánh tự tha, trừ thuộc tánh hỷ, 4 si phần, 2 tham phần, trừ thuộc tánh ngã mạn. 6. Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ tương hợp với 12 thuộc tánh tự tha, trừ thuộc tánh hỷ, 4 si phần, 2 tham phần, trừ thuộc tánh mạn. Có thể có hôn trầm, thủy miên, bất định. 7. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ tương hợp với 12 thuộc tánh tự tha, trừ thuộc tánh hỷ, 4 si phần, 2 tham phần, trừ thuộc tánh tà kiến. Thuộc tánh ngã mạn có thể đi với tâm này với tính cách bất định. 8. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ hợp với 12 thuộc tánh tự tha, trừ thuộc tánh hỷ, 4 si phần, 2 tham phần, trừ thuộc tánh tà kiến. Có thể có thuộc tánh ngã mạn bất định, có thể có 2 thuộc tánh hôn phần. Phần chú thích. Đối với tâm tham thọ hỷ luôn có đầy đủ 13 thuộc tánh. Đối với tâm tham thọ hỷ luôn có đầy đủ 13 thuộc tánh tự tha, trong lúc tâm tham thọ xả thì trừ thuộc tánh hỷ. 4 thuộc tánh si phần. Si vô tạp, vô quý, dao động, luôn có mặt trong tất cả tâm bất thiện, nên còn được gọi là thuộc tánh bất thiện biến hành. 2 thuộc tánh ngã mạn và tà kiến, không bao giờ đi chung, nghĩa là có cái này thì không có cái kia. Tất cả tâm tham hợp tà đều luôn có thuộc tánh tà kiến. Tuy vậy, không phải tâm tham đi tà nào cũng luôn luôn có thuộc tánh ngã mạn. Hai thuộc tánh hôn trầm và thủy miên không có trong những tâm vô trợ mà chỉ có trong những tâm hữu trợ. Nhưng gọi là có cũng bất định, nghĩa là không phải khi tâm hữu trợ sanh thì phải có.
Dạ, phần chú thích ở đây cũng là chấm dứt, chú ngồi cùng tỉnh, chúng ta sẽ đặt trở lại, nó vừa mới xảy ra. Cảm ơn cô Lân Trần Nguyệt. Kính tòa tự siêu đến lễ chư Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đã ba phần tương hợp giữa tâm và thuộc tánh tuần lễ vừa qua đã bạc vừa rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta cũng đã tiếp tục như là dẫn dắt thượng tọa tu sư là chúng ta bước qua phần 12 tâm bất thiện. Người học thắng pháp đó, nếu mà thật sự hiểu môn học này thì luôn luôn thấy rằng đây là một phần rất là quan trọng. Khi mình ta học không phải học tâm tham là gì hay là thuộc tánh tự tha là gì, thuộc tánh biến hành là gì, mà chúng ta còn chút tâm nào có thể tương hợp với tâm, thuộc tánh nào có thể tương hợp với tâm nào. Và khi mà chúng ta nói sự kết hợp như vậy đó, thì chúng ta cũng phải nói thêm là nó có những trường hợp cố định và có những trường hợp bất định. Cái trường hợp này là người học cũng phải phân rõ. Thí dụ như chúng ta nói rằng tất cả cái vô trần đều không có khôn trầm thủy miên, điều đó hoàn toàn, điều đó hoàn toàn là nhất định. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là những tâm hữu trợ luôn luôn có khôn trầm và thủy miên. Đây là cái tánh bất định, nghĩa là cái tâm hữu trợ có thể có thể không đối với khôn trầm thủy miên. Là khi mà nếu chúng ta học mà không để ý đó, thì mình cứ nghĩ rằng hễ nó có đó thì nghĩa là luôn luôn có, không, nó có đi với thuộc tánh đó, nhưng mà có những trường hợp bắt buộc phải có, và có những trường hợp thì khi có khi có khi không. Trong cả 12 tâm bất thiện thì chúng ta sẽ thấy nhiều trường hợp như vậy, và đây cũng là điều mà chúng ta cũng phải lưu ý. Quý vị nào mà nghe thượng tọa tự siêu nói những bài học trước á, thì chúng ta cũng nghe rằng tâm những cái thuộc tánh tinh thảo có phân làm ba, là thuộc tánh tự tha, nhóm tự tha, nhóm bất thiện và nhóm tinh thảo. Thì mỗi một nhóm như vậy đó, nó đều có cái gọi là biến hành. Thí dụ như trong thuộc tánh tinh thảo thì nó có thuộc tánh tinh thảo biến hành gồm có 19 thuộc tánh. Khi nói tinh thảo biến hành của 19 thuộc tánh biến hành đó, thì điều đó có nghĩa rằng 19 thuộc tánh này nó có mặt trong tất cả, tất cả trong tình hảo. Cái chữ biến hành hiểu là tất cả đó, và tất cả trong tình hảo. Rồi tự tha nó có 7 tự tha biến hành, tức là xúc thọ tưởng tư định bằng ngăn tắc ý, thì nó cũng có mặt trong tất cả tâm. 121 tâm năm nào cũng có hết, tự tha dù thiện hay bất thiện, dù không thiện không bất thiện là bốn ký cũng có hết. Và ở trong những thuộc tánh bất thiện cũng vậy, có bốn cái thuộc tánh gọi là si Phật, si vô tàm, vô quý phòng vật, thì bất cứ tâm bất thiện nào cũng có. Do đó si Phật cũng còn gọi là thuộc tánh bất thiện biến hành. Cái này là cái mà chúng ta cần lưu ý. Thì thứ vì chúng ta cũng có học thêm một điều rằng tà kiến và ngã mạn là hai thuộc tánh thuộc về tham Phật. Nhưng mà có tà kiến thì không có ngã mạn, có ngã mạn thì không tà kiến. Ở trong Abhidhamma Sanghaha và trong sớ giải Abhidhamma Sanghaha có một cái ví dụ là giống như hai con sư tử, hay hai con cọp địch, hai con sư tử địch, nó không đồng ý chấp nhận ở chung. Thì tà kiến nó làm cái gì rất là nổi trội. Tà kiến là cái quan niệm
chấp sai. Thì khi mà có một cái sự cố chấp vào điều sai lầm đó, thì nó cũng nó là một đặc tính nổi trội mà nó không thể chấp nhận có một cái đi kèm. Trong khi đó thuộc tính ngã mạn đó là một cái sự so đo giữa nhân ngã bị thử, giữa người với ta. Ở trong đó có cái sự so sánh, và cái so sánh này nó là một cái trạng thái khác. Do đó hệ tâm nào mà có tà kiến, chúng ta gọi tâm hợp tà đó, thì nó không có ngã mạn, và ngã mạn thì không có đi chung với tà kiến. Nhưng mà những tâm hợp tà thì nhất định phải có thuộc tính tà kiến. Trong lúc đó thì những tâm ly tà có khi có ngã mạn, có khi không có ngã mạn. Đây là trường hợp bất định mà chúng ta phải để ý. Chúng ta phải để ý. Rồi khi mà nói về trường hợp bất định này thì chúng ta cũng có một cái cặp khác, đó là cặp hôn phần, hôn trầm và thủy miên. Chúng ta hiểu hôn phần và thủy miên là cái thuộc tánh uể oải, giả dự, buồn ngủ và lười biếng nữa. Thì trong những tâm vô trợ, tức là những tâm mà nhậm lẹ, nhanh nhẩu thì không có hai thuộc tánh này. Nhưng mà những tâm hữu trợ thì không nhất thiết là luôn luôn có. Hôn trầm và thủy miên nó chỉ có trong tâm hữu trợ, nhưng mà gọi là chỉ có, tức là nó không thể sanh trong tâm vô trợ được. Nhưng mà hôn trầm và thủy miên không có nghĩa là luôn luôn có đối với tâm hữu trợ. Có nhiều trường hợp mà tâm, lát nữa chúng ta sẽ nói sau, tâm hữu trợ không có hôn trầm và thủy miên. Đó là một vài điểm liên quan đến chú thích mà chúng ta để ý. Bây giờ thì chúng ta nói về tâm tham. Tám tâm tham này, như chúng ta biết rằng có tám tâm tham hỷ, và có bốn tâm tham thọ hỷ và bốn tâm tham thọ xả. Bốn tâm tham thọ hỷ là bốn tâm mà dính bắt ham muốn và với sự hân hoan. Bốn tâm thọ xả là cái tâm tương đối là bình thản. Ví dụ như là người ta nói một người mới đi ăn cắp á, thì ăn cắp dùng món thì cũng cảm thấy rất là vui, sung sướng, rất là hỏa hỷ. Nhưng ăn cắp quen tay rồi thì tự nhiên cái tâm bình thản lại. Lấy xong rồi cũng bình thản, chứ không cảm thấy đó là sự hân hoan lớn. Cái đó là tâm tham thọ xả. Hay là mình ăn một món gì rất là ngon, mình cảm thấy dính mắt cũng thích thú, mất thì có còn tâm tham thọ hỷ. Nhưng mà ngày nào cũng ăn, lâu ngày thì ăn vẫn còn thích, nhưng mà nó lại trở thành cái tâm thản nhiên, tâm thọ xả. Thì cái tâm đầu tiên ở trong bốn tâm thọ hỷ đó là tâm thọ hỷ hợp tà vô trợ. Như chúng ta biết rằng thọ hỷ là có sự hân hoan, hợp tà là đi với tà kiến, và vô trợ là nhậm lẹ. Thì khi mà đi với hợp tà, đi với tà kiến đó, là vừa ham muốn nhưng mà lại có cái chấp sai. Thí dụ như là khởi lên tâm tham, nhưng mà trong tâm tham nó lại đi với quan niệm rằng nếu không và ai thấy thì kể như là hoàn toàn không có quả báo gì hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không ai thấy. Nhưng mà kỳ thật nó còn có cái nghiệp nữa, không tin vào nghiệp. Thì tâm mà đi với tà kiến đó, thì nó không có đi với ngã mạn. Chúng ta nhớ như vậy. Và cái tâm mà nó đi với cái tâm gọi là tâm vô trợ, nhậm lẹ, thì nó không có đi với hôn trầm và thủy miên. Do vậy tâm thọ hỷ hợp tà vô trợ đó, nó chỉ có 13, nó đi với 13 với thuộc thánh tự tha, 4 si Phật và 2 tham Phật. 13 thuộc thánh tự tha thì chúng ta biết đó là xúc thọ tưởng tư định bằng cảnh thắc ý, tầm tứ thắng giải cần hiện dục. Cả 13 tự tha luôn. Và 4 si Phật, như chúng ta nói rằng tất cả tâm bất thiện đều có 4 si Phật, đó là si vô tàm, vô úy, phóng dật.
dao động, dao động. Và hai tham phần, hai tham phần là tham và tà kiến, trừ sự ngã mạn. Dạ, trừ ngã mạn. Như vậy là tâm đó có tất cả là 19 thuộc tính. Dạ, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Ngày hôm nay chắc chúng tôi sẽ làm một ngoại lệ khi mà học Thắng Pháp, và từ đây về sau nó cũng là một chuyện ngoại lệ khác với những lớp học khác, là quý Phật tử khi mà nghe Chư Tăng nói, dù là chúng tôi nói hay Thượng Tọa Tuệ Siêu nói, mà quý vị nghe ma quá thì có thể đưa đề nghị là xin giảng lại hay giảng chậm lại, chúng tôi sẽ nói lại, tại vì đây là những bài học rất quan trọng. Quý vị biết khi học Thắng Pháp nó có cái trường hợp như vậy, là có nhiều trường hợp bị giảng sư nói thì nghĩ rằng cái chuyện đó nó không cần phải nói nhiều, do đó bị nói nhanh, nhưng mà người nghe thì nghe không kịp, thành ra nên hỏi lại, và cái chỗ nào mà thắc mắc có thể nêu câu hỏi thì chúng tôi sẽ giảng lại. Bởi vì cái ưu tiên của lớp học này là chúng ta học cho hiểu, chứ không phải chúng ta học cho qua. Do vậy nếu mà quý vị thấy chỗ nào mà có thắc mắc thì cứ hỏi. Dạ, cứ hỏi. Và tâm tham thứ hai là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Thì chúng ta thấy tâm tham tức là vô trợ đó, thì nó không có hôn trầm và thủy miên. Nhưng mà tâm này hữu trợ đó, thì nó có thể có hôn trầm thủy miên. Cho nên nó có thể có là không phải tâm hữu trợ nào cũng có uể oải buồn ngủ. Mà chữ hữu trợ nghĩa là có tác động. Dạ, có tác động. Ví dụ như là ban đầu thì mình bộ quần áo đó mình không thích lắm, nhưng mà có người họ nói lui, họ bàn họ nói ô món này là khó tìm thế này thế kia, một hồi thì mình nghe mình khoan hỷ, mình cảm thấy dính mắt đó, thì như vậy là nó là cái tâm hữu trợ. Dạ, có tác động. Dạ, có tác động. Thì trong cái tâm hữu trợ đó thì nó có thể có hôn trầm thủy miên, nhưng mà nó có thể không nha, không, đừng bao giờ nghĩ rằng hãy hữu trợ phải có hôn trầm thủy miên, không hẳn như vậy. Hữu trầm thủy miên nó có thể đi với tâm đó, nhưng mà nó có cách bất định là có thể có thể không. Điểm này chúng tôi phải nhấn mạnh là tại vì rất nhiều người học cứ nghĩ rằng hãy tâm hữu trợ thì chắc chắn phải có hôn trầm thủy miên, không phải như vậy. Dạ, đây là trường hợp tương đối cũng bất định, nhưng chúng ta nói là có thì có thôi. Và tâm tham thứ ba cũng là thọ hỷ, nhưng mà chúng ta thấy nó là ly tà và vô trợ. Dạ, ly tà là không đi với tà kiến, và vô trợ nghĩa là nhanh nhậu. Khi bây giờ chúng ta nói vô trợ tức là nhanh lẹ đó, nhậm lẹ đó, thì nó không thể đi với hung trầm thủy biên được chắc chắn. Nhưng mà ly tà đó thì nó chắc chắn là không có tà kiến, nhưng mà nên hiểu rằng nó có thể có ngã mạn và nó có thể không có ngã mạn. Nhà ngã mạn trường hợp bất định ở tại đây, không phải hệ ly tà là có ngã mạn. Xin hỏi quý Phật tử, quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Một lần nữa xin hỏi quý vị có còn nghe dạ vâng. Tâm tham thứ tư là tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Thì tâm này nó chỉ có cái đặc tính là có thọ hỷ là có hân hoan vui sướng, nhưng mà nó ly tà không đi với tà kiến, và hữu trợ là nó có tác động. Bởi vì nó ly tà do nó có thể có ngã mạn, có thể có thôi chứ không nhất định là phải có, và nó có thể có hôn trầm thủy miên. Chúng tôi nhớ nói quý vị nghe là có thể có, cũng nghe là có thể có và có thể không, chứ không phải là nhất định là phải có. Dạ, nó có thể đi với hôn trầm thủy miên. Đó là bốn cái tâm tham thọ hỷ. Và bây giờ chúng ta nói với bốn tâm tham thọ xả thì mình hiểu nó cũng giống như trên, nó chỉ khác với một điều là bốn tâm trên á là nó thuộc về thọ hỷ, còn bốn tâm này thọ xả. Mà khi bốn tâm thọ xả đó thì trong 13 thuộc tánh
tợ tha đó, thì nó bỏ đi cái thuộc tánh hỷ. Tại thuộc tánh hỷ đó, nó không có đi với cái tâm thọ xả. Dạ. Chúng ta nhớ thuộc tánh hỷ là sự hân hoan, mà nó không đi với thuộc tánh, nó đi không đi với cái đó như vậy. Mà thực ra từ xíu không biết là thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa từ xíu còn ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Cho quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa, từ xíu thượng tọa có mặt ở trước máy không? Dạ thưa quý vị, có lẽ là thượng tọa từ xíu không có mặt ở trước máy. Chưa xin được nói thêm một điều, đó là ở trong tám tâm tham này, dạ, thì quý Phật tử học đó, thì cố gắng để ý những cái thí dụ, có nhiều cái thí dụ ở trong kinh, và những cái thí dụ này rất cần để chúng ta hiểu rõ về từng cái tâm một. Những tâm nào gọi là thọ hỷ thì là ham muốn, mà ham muốn có hân hoan, ham muốn có vui thích, cũng có tham đó. Và những cái tâm nào mà thọ xả đó, thì nó tương đối là bình thản, có thể là nó quá quen thuộc. Ví dụ như là một cái người buôn bán hàng ngày và nhiều chục năm rồi, có ngày nào tiền nó vô nhiều? Và quý vị, nó có thượng tọa từ siêu hả? Sư đại đức Thủy Thiên, nó có thượng tọa từ siêu. Không biết thượng tọa từ siêu có nghe được không? Dạ, ô dạ, thấy thượng tọa từ siêu rồi. Dạ. Mà thượng tọa từ siêu, thượng tọa hoan hỷ giải thích tế nhị là nhiều người họ quan niệm rằng mình có mạng, tức là mình có chấp ngã. Mà chấp ngã thì đó là một điều tà kiến. Dạ. Ví dụ cái người không tà kiến thì không có chấp ngã, nhưng mà chấp ngã thì không có, chấp ngã là phải tà kiến. Dạ. Nhưng mà tại sao mà ở trong Thắng Pháp thì nêu rất rõ rằng hễ có mạng thì không thể có tà kiến. Thì như vậy, tại sao cái mạng này nó không phải là một cái nhìn sai về ngã, mà nó chỉ đơn giản sự so sánh thôi? Xin thượng tọa hoan hỷ giải rõ điểm thế gì này. Kính thỉnh thượng tọa. Anh nằm một thai chứ. Kính tịch chư tăng, kính thưa quý vị, cái điều này ở trong Bali rất là rõ ràng, nhưng mà tại vì chúng ta xài nhầm, chúng ta xài nghĩa nhầm, cho nên chúng ta mới thấy cái lộn xộn. Mạng nó có nhiều thứ, cánh thì mana. Nó có chữ Hinamana, hay gọi là ti mạng. Cái này nó chỉ là một cái tấm tự ti mặc cảm thôi. Atimana là quá mạng.
mạng đó cũng không phải là tà kiến. Cái đó chỉ là cái sự hốc hánh, hốc, chữ hống hách, cao ngạo, phách lối. Còn cái chữ Athimana, Athimana tức là tăng thượng mạng. Cái này là một cái sự ngộ nhận. Như là một vị tỳ kheo lúc mà hành thiền, rồi cái trạng thái định tâm một chút nó thoáng qua, vì tôi cảm thấy nó có một cái gì đó nó khác lạ, rồi vì tôi tưởng lầm là mình đã đắc thiền. Rồi vị đó đi nói với một vị bà đồng hòa phẩm hạnh khác, là mình đã chứng thiền. Thì ở đây đó, bình thường một vị tỳ kheo chưa thật chứng, chưa đắc, chưa chứng, mà vì cái sự nuôi mạng, vì muốn được người khác trọng vọng, cung kính, cho nên khoe pháp bậc cao nhân, khoe pháp thượng nhân, thì phạm triệt khai paracikha Ajñāca Athimānā, tức là ngoại trừ tăng thượng mạng, tức là ngoại trừ trường hợp vị tỳ kheo đó hiểu lầm, có sự ngộ nhận rồi nói ra cái này không có phạm, không phạm tội. Thì cái chữ mana trong trường này, Athimānā, lại có nghĩa đó, cái này không phải tà kiến. Chừng nào mà Athimānā ngã mạng đó, ta là chấp có cái ta, có cái bản ngã, cái tự ngã, thì cái này mà ăn này mới thuộc vào tà kiến. Asimimana là tà kiến. À, sự nguyên thông đánh sai hết. Khi nào biết rõ thì sư đánh lên sư. Cái chữ Athimānā, xin lỗi vì chút xíu, cái chữ Athimānā phải chữ Adhi chứ không phải Athi. Athimānā là tăng thượng mạng chứ không phải là ngã mạng. Nó là tăng thượng mạng. Cái chữ Athimānā chưa từng có ở trong tiếng Bali. Và cảm ơn sự tự trì Athimānā. Thì ở đây thưa quý vị, khi chữ mana được xài là một thuộc tánh bất thiện,
mình chỉ nên dịch, nên xem đó là cái sự kiêu mạn thôi. Chúng ta xài sự kiêu mạn. Thì cái chữ kiêu mạn đó, nó không có dính dấp, không có liên quan gì đến tạp chí hết, đến ngã chấp. Thí dụ như trường hợp thì chúng ta nói như thế này thì mới ngạc nhiên, là ngã mạn là chấp ta. Mà tại sao ở trong thắng pháp ngã mạn không đi đâu với tà kiến? Chấp ta cũng là tà kiến. Chấp ta là tà kiến mà tại sao không có đi với tà kiến? Thì cái đó chúng ta ngạc nhiên thì phải. Nhưng mà ở này chữ mana với cái chữ đi thi cà tá thì hai cái này nó khác nhau. Cho nên chữ mana bậc hữu học vẫn còn mana, cho đến bậc a la hán đó thì cái tâm tứ quả, tâm tứ đạo tứ quả mới diệt trừ rupa araga arupa gara mana uthacha và avicca, ái sắc ưu sắc mạng phóng dật và vô minh. Thì lúc đó chúng ta thấy cái chữ mạng, chữ mạng á, cái này không chỉ là ngã mạng. Cho nên ở trong chỗ nào mà nói rằng là vị A-la-hán mới diệt trừ được ái sắc ưu sắc ngã mạng phóng dật vô minh, thì cái chữ ngã mạng các vị đã dùng sai, ở trong vị sách dùng sai. Cái này thuộc tà kiến, Tu Đà Quần đã diệt rồi. Tu Đà Quần đã diệt được cái kiết sử cai với thí, là từ cái thân kiến lẫn kìa. Thân kiến mới là ngã mạn asimimana. Cho nên ở đây khi mà nói đến cái trường hợp tại sao theo thắng pháp thì mạng không bao giờ đi chung với tà kiến, là bởi vì mạng đó chỉ là cái sự kiêu mạn, cái sự so sánh hơn thua vậy thôi, chứ không phải mạng là thường được hiểu theo chấp ngã. Bởi vì nếu mà ngã mạng được hiểu là chấp ngã thì trong trường hợp mới là có vấn đề khi nói rằng là ngã mạn không bao giờ đi chung với tà kiến, thì cái đó là vấn đề chúng ta mới nghi ngờ, chúng ta mới phân vân, mới thắc mắc. Còn đây không phải là asimana, asimana sư sư Từ Tri gõ dấu dùm cho tôi cái chữ asimana. Chữ mana ở phía sau chữ đó đó, cái chữ đó mới dịch là ngã mạn đó. Và asimana
thì cái Asmi Mana này đó, nó là cái bóng của tà kiến, nó là cái bóng của tà kiến. Thì do đó ở trong cái tâm tham mà ly tà thì chữ nó có mana phối hợp, thì mana đó chúng ta phải hi mana hoặc hi mana hay là mana, chứ không thể là asimi mana được. Vì vậy cho nên nó vẫn tách rời với tà kiến, không có đi chung với tà kiến bao giờ. Thì đây là cái điều mà chúng tôi trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bổn Thầy. Sau khi cái trường Thượng Tọa Thiếu Siêu sẽ thỉnh Thượng Tọa Thiếu Siêu trở lại sau khi chúng ta nói về sự tương hợp giữa tâm sân và các thuộc tánh. Bây giờ mời cô Lan Nhật Nguyệt Quang đọc cho phần tâm sân và chú thích. Sau khi đọc xong thì chúng tôi sẽ trở lại với phần này. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, con xin đọc cái phần tâm si, tâm sân. Tâm sân thuộc tánh có 22 thuộc tánh tương hợp, 12 thuộc tánh tự tha trừ hỷ, 4 si phần, 4 sân phần, 2 hung phần. 1. Tâm sân thở ưu hộ phấn vô trợ tương hợp 12 thuộc tánh tự tha trừ hỷ, 4 si phần, 4 sân phần, 3 thuộc tánh tật lẫn hối mang tánh bất định. 2. Tâm sân thở ưu hộ phấn hữu trợ tương hợp 22 thuộc tánh, 12 thuộc tánh tự tha, trừ hỷ, 4 si phần, 4 sân phần, 3 thuộc tánh tật lẫn hối, mang tánh bất định, 2 hung phần, bất định. Phần chú thích: vì là tâm sân nên không bao giờ có thuộc tánh hỷ trong nhóm tự tha. 3 thuộc tánh tật lẫn hối không đi chung và có tính cách bất định, không phải khi nào có tâm sân cũng phải có một trong 3 thuộc tánh. 2. Hai thuộc tánh hung phần chỉ có tâm sân. Hai thuộc tánh hung phần chỉ có trong tâm sân hỗ trợ, như mang tính cách bất định, khi có khi không. Dạ, phần tâm sân đến đây nhất chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại một cái thời gian. Cảm ơn cô Lan Trần Nguyệt. Thưa vị, có một Phật tử hỏi chúng tôi một câu mà chúng tôi nghĩ rằng khi nãy Thượng Tọa Thiếu Siêu đã giảng rồi, nhưng mà bây giờ tại quý vị hỏi, thành ra chúng tôi xin nhắc lại bằng một thí dụ. Đó là khi mà chúng ta nói đến mạng đó, thì nó giống như trường hợp mình so sánh giữa trái cam và trái táo. Người Mỹ họ nói như vậy. Trái cam là trái cam, trái táo là trái táo. Bây giờ mình cứ làm một so sánh, thì cái sự so sánh đó đó nó là bất cập ở bất cứ trường hợp nào. Thành ra họ nói rằng mình không thể đem so sánh trái cam trái táo, mỗi cái riêng nó có cái ngon riêng, nó có cái dở riêng của nó. Thành ra so sánh giữa trái cam và trái táo đó, đó gọi là mạng. Nhưng mà khi nào mình nói rằng cam không thể có qua vitamin C được, cái đó là tà kiến. Hay là mình nói rằng trái táo thì nó phải luôn luôn là ngọt, trái cam là chua, cái đó cũng gọi là tà kiến. Đây xin chấp luôn. Thì chúng ta nên phân biệt chấp sai, nó khác với sự so sánh. Dạ, sự so sánh nó luôn luôn bất cập. Thành ra chúng ta nói trái cam không thể so sánh với trái táo. Cái sự so đo đó đó, đúng là cái chữ mạng ở đây chúng ta dịch cái chữ so đo. So đo là đúng. Dạ, so đo là có nghĩa đem lên bằng cân giữa cái này cái kia, gọi là so đo. Dạ. Bây giờ thì chúng ta bước qua trong sân. Dạ. Chúng tôi nhắc lại một điểm mà quý Phật tử có lẽ là đã học qua bài trước kia đó, là tâm sân á, cái chữ sân ở trong tiếng Việt nó nặng thứ, và nó nặng thí dụ như là
ai nói một câu mình nổi tam bành lục tạng hay là nổi khí xung thiên thì đó gọi là sân. Còn mình nghe mình Phật ý mà mình im lặng thì người Việt Nam ít đó là tâm sân. Nhưng mà ở trong sáng pháp chữ sân nó có nghĩa là nổi tam bành lục tạng hay là nổ khí xung thiên thì mới gọi là sân. Mà ở trong sáng pháp là cái tâm khó chịu đối với cảnh, cho dù là một cái trạng thái tế nhị nhất, dạ, một trạng thái khó chịu. Lát nữa thì chúng tôi nói hết phần tâm sân, sẽ thỉnh thuyền tọa từ siêu hoan hỷ giảng lại với cái chữ học phấn gọi là Patikas Samyutta. Thì ở đây tâm sân có hai, là tâm sân học phấn hữu trợ và tâm sân học phấn vô trợ và tâm sân học phấn hữu. Dạ, thì cái tâm sân á, vô trợ thì chúng ta nhớ là cái tâm đó nó sanh khởi nhanh. Dạ, nó sanh khởi nhanh mà không cần tác động nhiều. Còn cái tâm sân hữu trợ thì nó cần lặp đi lặp lại cái tác động. Dĩ nhiên tâm nào nó cũng có tác động hết, nhưng cái tác động của tâm hữu trợ nó lặp đi lặp lại. Ví dụ như là mình mới nghe chuyện đó mình không hài lòng, nhưng mà mình không có sân nhiều, không bực nhiều, nhưng mà có người họ nói đi nói lại, họ nhồi tới nhồi lui cho mình nổi cơn điên lên đó, nổi sân lên đó, thì có được gọi là tâm hữu trợ. Dạ, gọi là tâm hữu trợ, chúng ta nhớ như vậy. Thì cái khác biệt giữa hai tâm này đó là tâm hữu trợ thì nó có thể có hôn phần, tức là hôn trầm và thủy miên. Còn tâm vô trợ thì tuyệt đối không bao giờ có hôn trầm và thủy miên. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại một lần nữa là hôn trầm và thủy miên đó, cho dù nó có với tâm hữu trợ, nó cũng có tác chất bất định. Đừng bao giờ nghĩ rằng hệ tâm sân hữu trợ là phải có hôn trầm thủy miên. Không phải như vậy, mà nó cũng có tác chất bất định. Và bây giờ đó, thì cả hai tâm sân này nó đều đi với bốn thuộc tánh si Phật. À, sân Phật, xin lỗi quý vị. Sân Phật ở đó là sân, tật, lận, hối. Thì tâm sân nào cũng có sân hết là phải rồi. Nhưng mà ba cái thuộc tánh tật, tức là sự ganh tị, lận là bổn sản, hối là hối quá, thì ba cái trạng thái này nó có ba đối tượng khác nhau. Thí dụ như tật, cái đối tượng của tật là cái sự thành công tốt đẹp của người khác. Lận là cái gì thuộc của mình. Và hối là sự nuối tiếc. Thì cái sự ganh ghét hay là bỏng sản hay nuối tiếc, nó ba đối tượng khác nhau. Ra trong ba cái thuộc tánh này, ví dụ mình nói tâm sân á, thì đi với sân tật lần hối. Nhưng mà đừng nghĩ rằng một lúc á, tâm sân nó sanh ra đó, thì nó luôn luôn có bốn thuộc tánh này. Không phải vậy. Tâm sân lúc nào cũng có thuộc tánh sân là đã đành rồi. Nhưng mà khi có tật thì không lận hối, khi có lận thì không có tật và hối, khi có hối thì không có tật và lận. Đây là sự khác biệt giữa đó là sự chúng ta phải lưu ý là tật lận hối là ba cái khác biệt. Cũng như hôn phần, hồi nãy chúng tôi nói là tâm hữu trợ có khi có khi không hôn trầm thủy biên. Ở trong tâm vô trợ là tuyệt đối không có hôn trầm thủy biên rồi. Nhưng mà không phải tâm hữu trợ lúc nào cũng có hôn trầm và thủy biên. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu còn ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ trở lại giảng cho một chữ, giảng cho một điều. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, ở trong Thắng Pháp có cái đặc điểm là không khi nào nói cái gì mà nói thừa, thường là vừa phải. Ở đây thấy chúng ta thấy trong cả hai tâm sân á, nó chỉ khác biệt do là vô trợ và hữu trợ thôi. Nhưng mà tại sao tâm sân nào cũng để tới cái chữ mà Patika Samyutta là phấn, hợp phấn hay là hợp phấn á? Về bài chữ hợp phấn này, quý vị quan hệ đọc trở lại bài học tâm sân mà ngày xưa chúng tôi có viết, cùng chúng tôi không nhớ bài, nhưng quý vị lật lại quý vị sẽ thấy. Thì xin thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu quan hệ giải rằng tại sao cả hai tâm này đều có giống nhau điểm này, mà nó là phải nêu ra làm gì, và cái nêu chỉ đặc biệt là không liên quan đến chi pháp nào hết, chỉ nêu về tâm sân thôi. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu.
kính bạch Thế Tôn Đức Kính Thưa quý vị, thật ra khi mà nói đến hai tâm sân có hai thứ. Thì hai thứ đó đều có một điểm, hai điểm giống nhau, đều là đô manasasa ga tâm, tức là thọ ưu, bát tích khát sân sân giúp tăng. Hay sân mê giúp tăng, tức là tương ưng hợp phất. Nó chỉ khác nhau ở cái khía cạnh thứ ba đó, tức là một tâm đó, thì sát sanh khê ri cát là hỗ trợ, còn một tâm thì asanh khê ri cát là vô trợ. Nó khác nhau ở chỗ đó. Thì tâm sân không thể nào mà nó khác nhau ở hai cái góc độ là thọ ưu họ phấn hết, họ phấn hết. Bởi vì nếu như tâm sân mà không phải là thọ ưu thì tâm mà không phải thọ ưu thì không phải là tâm sân. Tâm mà không tương ưng với phận nhuế thì không thể gọi là tâm sân được. Thì bây giờ thọ ưu thì chúng ta tạm hiểu. Tôi nói là tạm hiểu ở đây là vì rằng trong cái tiếng Hán Việt của chúng ta đó, chữ ưu có nghĩa là buồn, mà đâu phải lúc nào mình sân mình cũng buồn đâu. Chúng ta sẽ tự hỏi gì, nhưng tại sao trong Thắng Pháp nói tâm sân đều là thổ ưu? Thưa quý vị, chữ đô mà nát sát cái gì mà nó không hài lòng, không hài lòng thì cái đó gọi đô mà nát sát. Chúng ta không có chữ khác để chúng ta thay thế cái cảm thọ đó, cho nên chúng ta mới nói là ưu. Vì tâm sân khi mà gặp cảnh nó khó chịu thì cái trạng thái tâm làm sao mà hài lòng đối với cảnh nó được. Do vậy cho nên mới gọi là đô mà nó sát, mà chúng ta gọi là ưu. Nhưng kỳ thật thì chữ ưu này không phải là chữ buồn. Chữ ưu này chúng ta xài chữ chữ sầu, chữ sô cát, thì cái đó mới là ưu thật sự. Còn chữ đô mà nó xá trong trường hợp này chúng ta phải hiểu, tức là cái sự không hài lòng. Chữ manh ná là ý hay là lòng. Còn chữ đúng có nghĩa là khó chịu hay là xấu, vâng không? Ở cái khía cạnh thứ nhất này trong câu hỏi không có, nhưng mà chúng tôi giải thích thêm cho quý vị nghe như vậy. Rồi cái khía cạnh thứ hai đó là nói đến chữ Patikasang Yotang,
Chữ Samyutta ở đây đó có nghĩa là liên quan, hay gọi là tương ưng. Và chữ Patika trong chữ Hán dịch là phận nhuế. Đấy, dịch tắt là hợp phẩm. Mà thật ra đó, thì chữ, nếu mà phân tích từ ngữ thì cái chữ Pati khác, chữ Pati có nghĩa là ngược lại, hay chúng ta gọi là kháng. Ngược lại, chống lại. Còn chữ chữ ha ở đây đó là nó hình thành do cái chữ han, chữ han ná. Thì do đó chữ có tiếng khác, chúng tôi thường dịch cái nghĩa này có nghĩa là dị ứng. Dị ứng với đối tượng, cái gì mà khi mình ăn cái gì mà nó thích hợp đó, thì nó khỏe. Nhưng mà ăn cái gì mà không thích hợp thì bị dị ứng, là nó bị chóng mặt, hay là nó bị nhức đầu, hoặc là nó sanh ra ngứa ngáy thân thể vân vân, thì vậy gọi là dị ứng. Thì tâm sân á có nghĩa là dị ứng với cảnh. Hay chúng ta gọi là phản ứng. Phản ứng hay dị ứng. Thì ở trong trường hợp này, nếu mà chúng ta nói tương ứng với phẫn nộ thì người ta sẽ hiểu xa hơn nữa, hiểu sai nữa. Bởi vì trong tiếng Việt của mình, khi chúng ta nói đến sân thì chúng ta nghĩ rằng là một cái sự giận dữ, một cái sự phẫn nộ, một cái sự thịnh nộ mới gọi là sân. Nổi nóng lên mới gọi là sân. Khi bị người ta nói móc, người ta xuyên tạc, hay ta chửi, người ta chửi mắng mình nhịn không được, thì lúc bây giờ mới là nổi nóng. Thì cái đó thông thường người ta gọi như vậy mới là sân. Còn khi mà chúng ta hôm nay thức dậy, nó cảm thấy nó uể oải, nó mệt mỏi về thân, cho nên cái tâm trong lòng nó không có vui, khó chịu ở, thì như vậy trong trường hợp này, nếu mà chúng ta xài là mình đang có tâm sân, thì trong trường hợp này có thể bị hiểu lầm. Nhưng mà kỳ thật đó là những cái trạng thái tâm mà thuộc là Dhammanasasa Gatang Patika Samyutta. Thành ra tự ra cái chỗ mà có tiếng khác Samyutta đó, chúng ta phải hiểu đó là một thái độ dị ứng đối với cảnh. Chỉ vậy thôi. Thì hai tâm sân nó đều là cái trạng thái Dhammanasasa Gatang, thọ ưu, và Patika Samyutta là hợp phẩm, thở ưu hợp phẩm. Nhưng mà tâm thứ nhất là nó phụ trợ, tâm thứ hai thì cũng thở ưu hợp phẩm nhưng mà hỗ trợ, nó khác nhau chỗ phụ trợ hỗ trợ. Thì cái điều này nó cũng không có cái gì khó hiểu cho chúng ta.
Và cũng nói thêm rằng là khi nãy Thượng Tọa Gia Đẳng cũng có nói, và ở đây chúng tôi nhắc thêm cho quý vị, là khi mà cái tâm sân mà vô trợ đó thì hoàn toàn không có hai hôn phận. Hai hôn phận nó chỉ sanh khởi ở trong tâm sân hữu trợ mà thôi. Nhưng mà nói rằng trong tâm sân hữu trợ có hôn phận, thì hôn trầm và thủy miên thì cũng là bất định, chứ không phải luôn luôn hữu trợ. Tâm sân hữu trợ là có mặt hôn trầm thủy miên, bởi vì hôn trầm thủy miên là một cái trạng thái giả dưỡi uể oải, mà tâm sân có đôi khi người ta rất tỉnh táo chứ người ta không có giả dưỡi uể oải. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái thí dụ, một người đang ngồi bình thường, đang ngồi nói chuyện bình thường, tranh luận sâu nổi, khi mà nói họ một câu gì đó thì họ khởi lên cái tâm sân. Đó là cái tâm sân vô trợ. Nhưng mà với một người trí thức hay là một người có tu tập, khi mà đang ngồi nói chuyện bị người ta nói sốc, nhưng mà người này vẫn bình tĩnh. Cho đến khi bị người ta nói sắp kiểu này kiểu kia, nói nhiều lần như vậy, thì lúc bây giờ mới khởi lên cái tâm bực mình, cái tâm sân. Thì tâm sân đó gọi là hữu trợ, nhưng mà không có hôn trầm thủy miên. Bởi vì lúc đó là lúc rất lúc còn đang bình tĩnh mà. Cho nên hữu trợ là hữu trợ chứ không có hôn trầm thủy miên. Còn khi nào mình đang mệt mỏi uể oải, như là ngủ mới thức dậy, hoặc giả trong lúc mình đang mệt mỏi uể oải do bệnh chẳng hạn, lúc bây giờ gặp cái chuyện buồn phiền gì đó thì tâm sân sinh khởi, thì nó lại có hôn trầm thủy miên. Khi mà nó hỗ trợ, người ta chọc phá nhiều lần trong lúc mình đang ngủ say, đến chừng mình uể oải, mình bị phá giấc ngủ, uể oải ngồi dậy và mình bực bội, thì lúc đó tâm sân hỗ trợ là bởi vì người ta chọc phá nhiều lần. Và vì lúc đang ngáy ngủ, cho nên lúc đó cái trạng thái bực bội đó, tâm sân đó là hỗ trợ mà có hôn trầm thủy miên. Cho nên hôn trầm thủy miên nó không phải luôn luôn là có mặt trong tâm sân hỗ trợ, mà nó tùy theo trường hợp, có hoặc là không có, nó thuộc bất định mà. Thì đây là chúng tôi nói thêm về cái câu hỏi mà Thượng Tọa Gia Đẳng vừa nêu. Lẽ ra thì Thượng Tọa Gia Đẳng hỏi chúng tôi cái câu hỏi khi nãy chỉ có nói đến Patikasamayuttang thôi, tương phẩm
Nhưng mà chúng tôi cũng nói thêm về thọ ưu của tâm sân và vấn đề hữu trợ của tâm sân. Xin dứt lời ở đây. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú cái trưng trưng tỏ thời siêu. Sau cái phần trường hợp cái thông si và thuộc tánh xa thính trưng tỏ thời siêu, trở lại với một câu khác. Trước khi mời cô Lăng Giang Nguyệt đọc cho phần tâm si đó và chú thích đó, thì xin nhắc lại rằng có quý Phật tử hỏi chúng tôi là học phấn hay là học phẫn. Quý vị hoan hỷ đọc lại ở trong cái bài học về tâm sân đó, thì chúng tôi có cái phần chú thích trước đây là chúng tôi đã có nói chuyện với Hòa Thượng Tịnh Sự đó. Thì ở trong chữ Hán á, một chữ đó nhưng mà đọc có thể đọc hai âm, phẫn cũng được và phấn cũng được. Giờ phấn giống như chúng ta nói phấn chấn, phẫn giống như phẫn nộ, phẫn hay phấn, nó đều là một thứ xung lực. Dạ, thứ xung lực. Hồi nãy thì tôi nói patika, có nghĩa là cái sự đối kháng. Dạ, nó là sự đối kháng. Sự đối kháng nó hợp, thật ra mình không có thuận hay nó. Thì sự đối kháng, thật ra nó là một thứ xung lực. Do đó, phẫn cũng được, phấn cũng được. Nhưng mà nên nhớ như vậy là chữ phấn và chữ phẫn đó, nó đều rất là nặng ở trong tiếng Việt. Chúng ta phải coi chừng. Dạ. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng từ đầu từ siêu có đưa thí dụ là đôi khi có một cái gì đó không hài lòng nhưng gọi là phẫn nộ trong tiếng Việt thì rất là nặng. Ở đây tôi chỉ là một thứ xung lực đề kháng đối với những cái mà nó không có hợp với mình. Dạ. Bây giờ nhờ cô Lan Nhùi Quang Hỷ đọc cho phần tâm si tương ứng với các thuộc tánh, cả hai phần chính và chú thích, sau đó chúng tôi sẽ trở lại. Và sau phần đó chúng ta cũng sẽ có một câu hỏi với sự thật thực sự. Dạ, nên một cái thời gian con xin đọc tiếp phần tâm si. Tâm si thuộc tánh 1. Tâm si nghi hoặc tương hợp 14 thuộc tánh, 10 thuộc tánh tự tha, trừ thắng giải hỷ dục. 4 thuộc tánh si phần, thuộc tánh nghi hoặc 2. Tâm si dao động, tương hợp, 15 thuộc tánh, 11 thuộc tánh tự tha, trừ hỷ, dục và 4 si phần. Phần chú thích tâm si. Vì là trạng thái si ám nên không có hỷ và dục. Tâm si nghi hoặc không có thuộc tánh thắng giải, vì đã nghi hoặc thì không thể có quyết đoán. Dạ, vào phần tâm si đến đây, chúng con cũng thỉnh từ tòa giáo đẳng trở lại. Cảm ơn cô Lan Trường Nguyệt. Chú Phật tử khi mà đi vào các cái tên gọi của các chi pháp ở trong sáng pháp thì phải gọi rất là chính xác. Hồi nãy thì tôi siêu có nhắc là thay vì chúng ta nói rằng tâm sân, thọ phấn, hữu trợ hay là vô trợ, thì chúng ta phải thêm chữ thọ ưu nữa. Tại vì ở trong cái tên gọi chính xác là như vậy. Ở trong tâm thọ si này cũng là tâm si thọ xả, hoài nghi, tâm si thọ xả, dao động. Nhưng mà chúng tôi theo cái cách thường gọi các vị giảng sư đó là không dùng chữ thọ xả, thì chữ thọ ở đây thì nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà nó cũng nên nhắc là chúng ta có cái đó là thọ xả. Lát nữa thì tôi sẽ có một câu hỏi liên quan đến điều này với thượng tọa Tuệ Siêu. Ở đây tâm si nó có một cái đặc tính giống nhau, đó là một cái sự mê ám, nó không có rõ ràng. Dĩ nhiên là chúng ta đã có học trong tâm si đó, cái biểu lộ của tâm si á, thì nó không có ảnh hưởng lớn như là thuộc tánh si. Thuộc tánh si tức là vô minh, vô minh thì trùng ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta đã bàn cái việc đó sẽ sao rồi, nhưng mà
tông si thì nó rất là đơn giản, là nó có rất ít thuộc tính hợp với nó, và nó không có tham phần, không có sân phần, và cũng không có nghi phần. Xin lỗi, nó không có, nó cũng không phật, mà tâm si hoài, tâm si nghi hoặc thì nó có nghi phật. Tức là chúng ta nhắc lại là chúng tôi không có dùng chữ hoài nghi, tại vì chữ hoài nghi có đôi khi nó mang ý nghĩa tích cực, mà chúng tôi dùng chữ nghi hoặc để chỉ cho cái tính cách tiêu cực. Ví dụ như trong kinh Kalama, Kalama Đức Phật này có nói rằng, hỡi những người Kalama, các con hoài nghi là phải, thắc mắc là phải, bởi vì ở trong trường hợp đáng hoài nghi thì nên hoài nghi. Thật ra đối với chúng tôi đó, thì trong chuyện Việt đó, chỉ hoài nghi không hẳn là xấu. Ví dụ như là có người nào đó họ gọi điện thoại cho mình mà họ đưa ra một cái lời gì đó mà mình, họ kêu gọi mình làm cái gì, nhưng mình nghe ồ, tại sao cái này chính phủ không gửi thư cho mình, mà bây giờ ở Mỹ nhiều lắm thưa quý vị, mà họ phải gọi qua điện thoại, mà họ hỏi những chi tiết rất là quan trọng riêng tư của mình không, những điều này chúng tôi không có trả lời qua điện thoại, thì cái đó gọi là hoài nghi mà không gọi là nghi hoặc. Thật ra trong lớp học này quý vị để ý rằng khi mà nói đến nghi thì chúng tôi dùng chữ nghi hoặc, và chữ nghi hoặc mang cái nghĩa là tiêu cực, và tiêu cực là chỉ cho trạng thái lưỡng lự phân vân, không quyết đoán, và cái tâm nó lưỡng lự, tâm phân vân. Còn cái chữ hoài nghi mà bình thường đó, đó là điều chưa rõ thì đặt thành câu hỏi, thì cái đó đối với chúng tôi nó không hẳn là bất thiện. Có nhiều khi biết hoài nghi những điều đáng hoài nghi, cái đó là tâm thiện dục giới. Chúng tôi nói như vậy. Còn cái chữ nghi hoặc ở đây là trạng thái trụ trừ. Chữ trụ trừ là đúng nhất. Trụ trừ ở đây là không có quyết đoán, không có bắt tay vào việc giải quyết, mà chỉ là trụ trừ thôi. Thì cái tâm hoài nghi đó là nó đi với 10 thuộc tánh tự tha. Nó không có thắng giải, không có hỷ, không có dục. Thắng giải tức sự quyết đoán thì nó không có thắng giải rồi. Không có hỷ, không có hân hoan, không có dục, không ý muốn. Và nó chỉ có 4 thuộc tánh si Phật là si vô tàm, vô úy, phóng dật. Si vô tàm, vô úy, phóng dật. Thế đây điểm rất là thú vị là có lẽ chúng tôi phải nhắc lại, xin lỗi quý vị, là cái chữ phóng dật đó, ngài thành sự nghĩ là phóng dật, nhưng mà chúng tôi có nói rằng chữ này giữa ngài thị sự và hòa thượng Minh Châu có khác biệt, tại vì ngài thị sự nghĩ dịch theo cổ văn, hòa thượng Minh Châu dịch theo kim văn. Cái chữ phóng dật mà theo cổ văn á, thì nó có nghĩa là dao động. Phóng dật mà theo kim văn á, tức là nghĩa là phóng túng, buông thả, giải đãi, và chúng ta gọi dễ vui. Thì quý vị đọc bản dịch của hòa thượng Minh Châu và hòa thượng Thịnh Sự phải coi chừng, phải coi chừng cái chữ phóng dật này. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú có cái phẩm gọi là phẩm Appamattha, là phẩm không phóng dật. Thì cái chữ phóng dật mà hòa thượng Minh Châu dịch đó có nghĩa là giải đãi, dễ vui, dễ ngươi, phóng túng, buông thả. Nó rất khác với sự dao động. Về sau này chúng tôi không có dùng chữ phóng dật, mà chúng tôi dùng chữ dao động để không có lộn xộn. Để không có lộn xộn. Hai chữ này đó, nó lại hai chữ rất là phổ thông, nhưng mà nó rất là dễ bị hiểu lầm. Giống chữ tác ý vậy đó. Chúng tôi phải nói một điều rằng ngài Tịnh Sự như hòa thượng Minh Châu là những dịch viên phong ở trong kinh điển, nhưng mà ngài thực sự ngài chuyên về thắng pháp, và đồng thời ngài thực sự ngài giỏi chữ Hán, nhưng mà cái chữ Hán ngài nó nặng về cổ văn, tại vì trước khi ngài qua bên Nam Tông đó, là ngài là một vị giáo thọ ở bên Bắc Tông, tức là một trong những cái vị mà học nhiều về chữ Hán. Và cái chữ Hán của ngài là mình nói thập niên 30-40 mà ở chùa nữa, ở chùa Bắc Tông. Thành ra chữ Hán đó nó ít có kim văn lắm, mà thường là cổ văn thôi. Thành ra chúng ta phải cẩn thận với cái chữ Hán, cách dùng chữ Hán của cả hai ngài,
vì nó có nhiều cái mà nó Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng có đọc được báo chữ Hán bây giờ, tức là đọc về Kim Văn, còn Ngài Trị Sự mà sách xưa thì Ngài rất là giỏi. Nhưng mà phải nói đa số từ vựng của Ngài Trị Sự dịch thì nó sẽ theo cổ văn nhiều hơn, chúng ta phải để ý. Thì thưa quý vị, ở đây chúng tôi dùng chữ nghi hoặc là để cho chỉ trạng thái trụ trì lưỡng lự, không có quyết đoán. Và chính cái sự trụ trì này đó, nó làm cho tâm mê mờ. Thật ra có thể nói rằng tâm si mà nghi hoặc á, nói lại là một cái tâm mê mờ, nó chỉ có rất ít. Tâm si dao động đó, nó còn ít nữa. Nhưng mà trong tâm si nghi hoặc thì nó có cái tâm mà chúng ta gọi là dao động. Dao động tức là không có ổn định, tâm bất ổn. Dao động mà tâm bất ổn, nó không có an lập. Và rồi cái tâm si dao động đó là có thể nói là một cái tâm mà nó có ít tâm bất thiện mà có ít thuộc tánh. Dĩ nhiên là đưa là ít thuộc tánh thì chúng ta có những cái tâm mà như là tâm như ngũ sông thức ấy, thì nó chỉ có bảy thuộc tánh tự tha biến hành thôi. Nhưng mà nói về tâm bất thiện ấy, thì tâm si dao động là tâm ít thuộc tánh nhất. Nó chỉ có 11 thuộc tánh tự tha và 4 thuộc tánh si phật. Ở trong tâm si dao động thì không có hoài nghi, nhưng mà ở trong tâm si hoài nghi thì có thuộc tánh dao động. Cái đó là cái mà chúng ta phải để ý. Và chúng tôi cũng nhắc quý vị rằng khi mà nói về tâm á, thì tâm, cái tâm si đó, nó không có cái ảnh hưởng rộng như là thuộc tánh si. Thuộc tánh si là có mặt cả trong tất cả tâm bất thiện, và thuộc tánh si là vô minh. Thành ra đây là một trường hợp rất là hiếm. Rất là hiếm, và chúng ta phải nói rằng khi mà mình học về thuộc tánh si, mình phải hiểu cho thật là rộng. Trong khi tâm si á, nó chỉ là một cái biểu hiện rất là hạn hẹp của vấn đề mê si mà thôi. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trở lại trong không biết Thượng Tọa Từ Siêu có ở trước máy và có nghe được không? Và chỉ đó, từ xíu khi mà nói đến dao động đó, thì người ta nghĩ đến tán loạn, người ta nghĩ đến lao chao. Và có nhiều người thắc mắc là chờ quý vị có nghĩ chờ chút xíu. Hello. Xin lỗi quý vị. Mà từ đó tôi xin sự tỏ khoan hỷ giải thích trong trường hợp nào mà sự thắc mắc, hoài nghi đó nó không thể là bất thiện, mà trong trường hợp nào sự hoài nghi nó là bất thiện. Tại vì ở trong rất nhiều trường hợp đó, mình thấy rằng một con người mà cả là một con người dễ sai lầm, và con người mà biết nghi ngờ, biết hoài nghi những gì đáng hoài nghi đó, thì cái sự nghi ngờ đó, nó có phải là một cái trạng thái trung trừ hay không? Xin Thỉnh Thiên Tọa khoan hỷ giải rõ về điểm này, kính Thỉnh Thiên Tọa. Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị.
Thực ra thì cái chữ Vichikicca đó, ở đây chúng ta chỉ xài trong cái nghĩa hoài nghi hay là nghi hoặc, thì còn cái nghĩa trung trơ nữa hay là do dự thì chúng tôi không có, chúng tôi không nghĩ rằng là hai cái nghĩa đó xài được cho chữ Vichikicca. Vichikicca đó thì nó là một cái sự hoài nghi thuộc về bất thiện pháp, mà ở đây khi nói đến cái thánh đạo Tu Đà Vương, thánh quả Tu Đà Vương là diệt trừ thân kiến sắc thai với thi thí, hoài nghi với chư cái cha và giới cấm thủ si lấp bát tát paramasa. Thì như vậy cái chữ hoài nghi trong trường hợp này, ở trong tâm si hoài nghi với chư cái cha samayuttang là tương ưng hoài nghi, thì hoài nghi là hoài nghi bất thiện. Hoài nghi này nó không có nghĩa là cái sự trùng trừ, do dự, phân vân như là thông thường mà chúng ta nói, mà hoài nghi với chư cái cha ở trong tâm si hoài nghi đó là một trạng thái không có tin, không biết tin. Vì không hiểu cho nên không biết tin, phủ nhận. Thí dụ như là phủ nhận về quá khứ, hiện tại, vị lai, hay là phủ nhận cái sự giác ngộ của Đức Phật, không có Phật, không có Pháp, không có Tăng, phủ nhận về y tương sinh, thậm nhị nhân duyên, vô minh hành, hành nhận thức, do cái này có mặt, cái kia có mặt, cái kia có mặt vì cái này làm tập khởi, cái này có mặt vì cái nọ làm tập khởi. Không có tin điều đó thì như vậy gọi là Vichikicca. Không biết tin điều đó, cái chân lý đó, thì như vậy gọi là Vichikicca. Cái này là bất thiện. Còn cái trường hợp mà phân vân hay là thắc mắc á, là trường hợp thông thường. Thí dụ như một người khi mà họ đi đến một cái ngã ba đường, vì người này lần đầu tiên mới đi đến cái ngã ba đường, anh ta không biết đi đến nhà người bà con sẽ đi cái ngõ nào. Anh ta đứng đó, anh ta lưỡng lự phân vân, thì khi có người chỉ đường thì anh ta sẽ đi theo cái người chỉ đường đó. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là ngay cả một vị A-la-hán như là tôn giả Sariputta, thì cái trường hợp mà ngài có cái sự thắc mắc không phải là ngài có sự hoài nghi, mà ngài có sự thắc mắc không biết rằng ở trong quá khứ chư Phật quá khứ vị nào có để lại giáo pháp sau khi
Đức Phật đó viên tịch, vị nào không để lại giáo pháp, vị Phật nào không để lại giáo pháp sau khi vị Phật đó viên tịch. Và những vị mà không để lại giáo pháp là do nguyên nhân gì? Những vị Phật nào mà để lại giáo pháp do nguyên nhân gì thì được, thì đi đến hỏi Đức Phật. Đức Phật là đã trả lời cho tôn giả Sarvota nghe. Vâng, thì cái trường hợp này là cái trường hợp vị ta thắc mắc để tìm hiểu, thắc mắc để tìm hiểu cho ra lẽ. Thì trong trường hợp này không phải là hoài nghi quý chứ cái chàng, không phải là hoài nghi bất thiện. Thí dụ như bây giờ chúng ta có niềm tin nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng, chúng ta rất tin tưởng vào kinh điển, tin tưởng vào giáo pháp. Nhưng khi chúng ta đọc một cái bài kinh mà gặp những cái đoạn từ ngữ dùng xài hay là câu văn rất khó hiểu, lúc đó chúng ta mới có cái sự thắc mắc, à cái câu này ý nghĩa như thế nào kìa. Chúng ta có sự thắc mắc như vậy thì cái sự thắc mắc này cần đi tìm cái lời giải đáp để cho mình hiểu, chứ không phải là sự thắc mắc này là sự hoài nghi để rồi chúng ta phủ nhận giáo pháp. Hai cái điểm nó khác nhau, hai điểm khác nhau nhiều lắm thưa quý vị, giữa hoài nghi và cái chữ thắc mắc. Thì cái thân cà tha với thế nào đó, cái thân cà tha, cái thành ngữ đó, thế nào, được rồi, nó là sự thắc mắc, chứ không phải là nguyên chữ cái cha, là hoài nghi. Thì đây là cái vấn đề mà chúng Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu, chúng tôi xin được trả lời như vậy. Xin thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại Nam Mô Thầy. Sa thú cái chân Thượng Tọa Tổ Sư. Bạch Thượng Tọa Tổ Sư, ở đây nó có vấn đề là cái sự quể quải giả dưỡi đó, chúng ta gọi là hôn trầm thủy miên. Nhưng mà có nhiều khi người ta nghĩ rằng đó là một cái hiện tượng tự nhiên thôi, mà gọi là bất thiện ấy, thì nghe nó có quá nặng không? Thì đâu có nghĩ giải thích là tại sao sự quể quải giả dưỡi nó là bất thiện ở trên thiền tòa. Kính bạch trên tôn đức, kính thưa quý vị, chúng ta bị nhầm tưởng giữa hai cái vấn đề là thân uể oải và tâm giả dưỡi. Cái trường hợp mà cái thân sắc quẩn này bị một lý do bệnh tật hay là vì do mất ngủ thì nó quể quải, nó mệt mỏi. Cái quể quải mệt mỏi đó của thân nó không phải là một cái trạng thái tâm, nhưng mà
cái trạng thái tâm giả dưỡi bí nhát, tâm lười, cái trạng thái hôn trầm thì miên đấy thưa quý vị, cái trạng thái giả dưỡi của tâm đó, quể quải của tâm đó, do hôn trầm thì miên, thì cái đó đó, đó thuộc về cái tâm lười, kusita, kusita. Cái tâm lười nhát như vậy đó là cái tâm thụ động, tâm tiêu cực. Cái tâm đó không có phát triển được thiện pháp, nó không phát triển được thiện pháp, vì rằng là tâm không phải là thiện pháp và không có phát triển được thiện pháp, cho nên cái tâm đó gọi là tâm bất thiện chứ không có gì hết. Chúng ta đừng nghĩ rằng hễ cái gì là bất thiện đó là ác, không phải vậy. Cái điều ác là bất thiện là phải rồi, nhưng mà cái gì được tưởng bất thiện chẳng qua là ý nghĩa, cái đó nó không phải là lành mạnh, nó không phải là thiện pháp thiện tâm, thì nó là bất thiện tâm. Thì ở đây chúng ta nên hiểu cái trạng thái quỷ quải giả dưỡi nó có hai, tức là cái trạng thái quỷ quải thù về thân và cái trạng thái quỷ quải thù về tâm. Mà thù về thân đó thì cái đó đó, đó là một cái sự phản ứng tự nhiên của cái thân khi mà làm việc quá sức, làm việc quá nhiều, hoặc là do bệnh tật, thì nó làm cho thiếu cái sắc gọi là vikara arupa, hay là sắc đặc biệt, thiếu cái khinh tánh, nhu tánh và thích tánh, tức là nó không có tương thích được, nó không có linh hoạt được, và nó không có nhẹ nhàng được, thì như vậy mới gọi là sự quỷ quái. Còn cái sự quỷ quái của tâm đó, và đó là do chi phối bởi hôn trầm thủy miên, và hôn trầm thủy miên này thì nó thuộc về cái pháp bất thiện. Thì ở trong thanh tịnh đạo đó, khi mà nói đến cái hôn trầm thủy miên, cái sự phân loại mà nói rằng là hôn trầm nó thuộc về tâm và thủy miên nó thuộc về thân đó, thì trong trường hợp này có lẽ là chúng ta hơi, có lẽ đọc ngay chỗ đó chúng ta cần phải suy nghĩ một chút, bởi vì cả hai hôn trầm và thủy miên nó đều là hôn phần thuộc về những tâm sở bất định, nhưng mà luôn luôn đi chung với nhau. Thì do đó chúng ta không thể tách ra để một cái là hôn, một cái thuộc tâm, một cái thuộc thân được. Và hơn nữa, khi đã là danh pháp thì dầu cho thiên đá hay nguyệt tháp, đã là danh pháp rồi thì không thể nói một cái thuộc về thân, cái thuộc về tâm, cái nào cũng là bất thiện. Mà hễ là bất thiện thì nó là danh pháp thôi. Trở lại vấn đề là khi mà chúng ta nói đến cái sự quỷ quải giả dưỡi nếu là trạng thái mệt mỏi của thân đó,
thì đó là hiện tượng tự nhiên. Và cái hiện tượng thân mệt mỏi, cái này không gọi là bất thiện, nhưng mà chính tâm mệt mỏi, tâm uể oải đó mới gọi là tâm bất thiện. Vì cái trạng thái tâm mệt mỏi uể oải đó, nó sanh ra cái sự lười biếng, không có cái sự năng động để mà tiến hóa, cho nên nó trụ bất thiện. Ở đây chỉ nghĩa là như vậy. Xin thỉnh thượng tọa giáo trưởng trở lại nó môn thầy. Thưa thầy, thưa sư, xin được hỏi thượng tọa một câu nữa thôi, rồi sau đó thỉnh thượng tọa đi nghỉ. À, chúng ta nói với chữ mạng á, là sự so đo giữa mình và người khác, dù đó là tự ti, tự tôn hay là bất cứ sự so sánh nào. Nhưng mà ở trong bảy pháp thiện trí thì có cái pháp gọi là biết người biết ta. Và ở trong binh pháp của Tôn Tử chẳng hạn cũng có nói rằng tri vĩ tri kỷ là bách chiến bách thắng. Thì cái trạng thái tri vĩ tri kỷ đó, tại sao nó không gọi là mạng mà nó cũng là sự so sánh người với ta vậy? Thầy thiền tọa có thể giải thích là ở trong trường hợp nào mà tri vĩ tri kỷ mà nó không là mạng, mà trường hợp nào đó là mạng không? Kính thưa thiền tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, mạng và tri kỷ tri vĩ, hai cái thái độ nó khác nhau. Tri kỷ tri vĩ không phải là cái sự so sánh mình và người khác, mà ở đây, ở trong cái gọi là Atanyu và Bút Cờ Lê Nhu, biết người biết ta đó là biết như thế nào, biết mình sở trường sở đoản ra sao. Cái gì mình chuyên và cái gì mình không chuyên thì như vậy gọi là biết mình. Còn biết ta đó, biết người đó, là mình phải biết khi mà tiếp xúc với người đó, mình phải biết người đó thuộc về người tánh tham, tánh sân hay tánh si, hay người đó thuộc về cái tánh đức tin hoặc là tánh si tầm hoặc là tánh trí tuệ. Biết rõ để mà nói cho nó tương ứng. Gặp người mà có tánh nặng về ái, mà người gì, nếu bị tỳ kheo mà gặp người đó mà nói những cái chuyện đối pháp khuyến khích cho họ, hành những cái pháp như bất tịnh rồi chẳng hạn, thì cái đó nó không có thích hợp, nó không có tác dụng được. Hoặc là người Đức Phật Ngài nói rằng là thuyết bố thí cho người khéo thuyết nghe đó, thì cái đó là bụng thuyết chứ không phải là khéo thuyết. Tán thán về giới đối với người mà họ sống ác giới, thì cái đó là bụng thuyết không phải là khéo thuyết.
không phải là khéo thuyết. Cho nên cái biết người biết ta là phải hiểu được cái sở trường sở đoản của mình, gọi là biết ta. Còn biết người á, là mình phải biết người đó thuộc về cá tánh nào và cần phải nói chuyện như thế nào mới hợp. Thì trong trường hợp đó, nó không có bị lún bịch. Ở bên chùa Sư Lý có ông sư phụ. Ông sư phụ thì cũng hay nói nhiều lắm thôi. Ngày hôm qua đó, khi mà chúng tôi đi làm việc bên bệnh, gặp sư phụ đi vào, sư phụ nói nguyên thuyên. Sư phụ thì cũng gọi chúng tôi là sư phụ, bởi vì chúng tôi là thị qua, mà hồi xưa học ví dụ pháp ở dưới này thì cũng từng học. Nhưng mà sư phụ vì không hiểu sao, sư phụ thấy chúng tôi cất chùa làm Phật cảnh, sư phụ nghĩ rằng là chúng tôi đang tạo cái phước diệu. Cái sư phụ nói là sư phụ xây chùa như vậy, sư phụ tạo phước diệu, sư phụ nên nguyện như thế này như thế này. Lúc đó thưa quý vị, những vị phụ nữ, những Phật tử mà nghe vậy đó là họ tức tối, họ bực bội sư phụ, sư phụ lắm. Bởi vì sư phụ rõ ràng là không biết người phía với ta, không biết mình là một đệ tử học trò, mà không biết sư phụ mình là người đã từng hướng dẫn dạy cho những người khác là phước, rồi vị phước như thế nào, mà bây giờ sư đó lại đi chỉ cho mình cái cách mà nguyện phước. Mình biết nó lú bịch, thật là lú bịch. Thì lúc đó khi mà họ phản ứng như vậy thì chúng tôi chỉ biểu cười, chúng tôi nói chắc sư phụ lớn thận rồi, sư phụ già lận rồi, năm nay sư phụ cũng 83 86 gì đó thì thôi thì cũng sao đâu. Nhưng mà cái đó rõ ràng là không biết người cái biết ta, không biết người cái biết ta. Cái đó không phải là bậc trí thức, bậc thiện trí, và đó là người phải biết mình là ai và mình là người như thế nào, và phải biết người là như thế nào để mà mình nói chuyện, mình tiếp xúc, mình trình bày cho nó hợp lý. Còn cái vấn đề bạn đó, tức là sự so sánh là thế này, mình ý thua ý thua, thua ý bằng, thua ý hơn. Chữ ý ở đây đó, tức là cái sự ý lại. Bằng ý bằng, bằng ý hơn, bằng ý thua. Hơn ý hơn, hơn ý bằng, hơn ý thua. Khi mình so sánh mình với người khác, mình tự hào rằng mình giỏi hơn người kia, người kia dở hơn mình. Thì cái đó mới gọi là mạng, gọi là manh đó.
Và cái sự so sánh đó, cái kiêu mạn này nó không có liên quan gì đến cái gọi là biết người, biết ta hết. Cái biết người, biết ta mà ở trong cái pháp Panditatthamma, tức là pháp hiện triết đó, là biết như vậy. Cho nên thí dụ như một vị tỳ kheo khi mà tiếp xúc với một vị tỳ kheo đồng vọng hạnh, là vị tỳ kheo phải biết rõ mình có thông suốt kinh điển chưa, mình có thông suốt về kinh tạng hay luật tạng hay là thắng pháp tạng hay không. Và khi mà nói chuyện tiếp xúc với người khác, với vị khác, mình phải biết rõ vị đó là vị thông suốt về kinh điển, kinh tạng hay luật tạng hay thắng pháp tạng. Gặp một người mà giỏi về luật nhưng mà mình không biết người, không biết ta đó, mình chỉ biết chút chút mà mình đem luật ra mà nói chuyện với cái vị mà thông suốt về luật là sai lầm. Cũng như biết bập bỡm về pháp mà mình đi gặp một cái vị mà giỏi về A Tỳ Đàm, giỏi về thắng pháp, rồi mình đi mình lý luận với vị đó, cái đó là một cái sự sai lầm. Cho nên ở đây vị tỳ kheo phải Atanyu và Bút Cà Lêu là như vậy, biết mình biết người là như thế, chứ không phải là cái sự so sánh để mà có cái sự kiêu hãnh, để có sự tự hào. So sánh mình và đối với người để có sự tự hào, có sự kiêu hãnh thì cái đó mới là mana, là mạng. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thường tôi đã đánh như vậy. Nam mô Thầy. Sa thủ kính trưng chúng ta thầy sư, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ để thỉnh chúng tôi thầy sư đi nghỉ, và còn lại những giây phút sau cùng chúng tôi nhắc quý Phật tử một điều rằng ở trong hội họa đó thì người ta nói màu gốc chỉ có bốn màu thôi, thật sự chỉ có ba màu thôi: màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Từ cái màu gốc này người ta có thể pha ra 64 triệu màu. Màu này pha màu kia ra màu đỏ, ví dụ vậy. Nó pha ra nhiều màu khác nhau. Nên khi mà mình học thắng pháp ấy, thì về những cái thuộc tánh bất thiện chúng ta chỉ có 14 thuộc tánh bất thiện thôi. Nhưng quý vị thấy rằng khi về những thuộc tánh này, những cái thuộc tánh này mà đi chung với các tâm thì nó tạo nên nhiều cái dạng khác nhau. Ví dụ nó vừa tạo ra tâm tham, tâm sinh, tâm si. Ngoài ra thì nó có những cái hiện tượng mà ở bên ngoài chúng ta thấy như là ở trong kinh tạng nó đến giả dối. Giả dối nó là một phiền não. Nhưng mà giả dối thì nó không phải là một thuộc tánh. Một thuộc tánh mà ở trong cái giả dối nó có nhiều hình thức. Thì do đó trong ở đây không gọi là một thuộc tánh. Về điểm này đó, thì chúng tôi muốn quý Phật tử phân chia ra làm bốn cái giai tầng. Một là những cái pháp bất thiện gốc, và những cái tức là những thuộc tánh bất thiện, chúng ta gọi là pháp bất thiện gốc. Rồi khi pháp bất thiện này mà nó lại nằm ở trong cái ba cái tâm tham sân si đó, thì bắt đầu nó kết hợp với nhau và nó pha màu. Ví dụ như là hôm nay chúng ta có học về cái thuộc tánh dao động hay là phóng dật, nhưng mà cái dao động đó nếu mà nó là một sự lo lắng, chúng ta nói là một sự lo lắng, thì nó nằm ở trong tâm sân. Tâm sân tức là trong tâm sân cũng có si vô tàm búi phóng dật, mà tâm tham cũng có si vô tàm búi phóng dật, ở trong tâm si cũng có si vô tàm phóng dật. Nhưng mà nếu trong tâm si phóng dật thì nó chỉ đơn thuần có si vô tàm búi phóng dật thôi, nhưng mà nếu cũng cái dao động đó, phóng dật đó,
dao động đó mà nó nằm ở trong tâm sân á, thì đó là sự lo lắng. Dạ, đó là sự lo lắng. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta càng học về điểm này đó, thì chúng ta sẽ thấy được tại sao nó có một cái sự kết hợp. Và cái sự kết hợp đó, đôi lúc chúng ta nhìn thấy màu vàng. Dạ, chúng ta thấy, xin lỗi, chúng ta xin nó thấy màu xanh lá mạ. Thì mình nghĩ màu xanh lá mạ nó là một màu riêng không. Màu xanh lá mạ nó là một cái sự hỗn hợp của màu vàng và màu xanh nước biển, ví dụ như vậy. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ hiểu được là về cái sự tương hợp giữa các thuộc tánh. Và ở tại đây thì chúng tôi nhắc lại là có rất nhiều thuộc tánh mà mình thấy rằng nó có mặt nhưng mà không có nghĩa là luôn luôn có mặt. Ví dụ như mình nói tâm sân, có hai thứ là tâm sân vô trợ và tâm sân hữu trợ. Nhưng mà trong tâm sân đó có thể là có đi với tật, đi với lận, đi với hối, tức là đi với ganh tị, đi với bủn xỉn, hoặc giả đi với nuối tiếc. Thì nó chỉ thấy một trong ba thôi, chứ không phải nhất thiết là nó một lần nó có cả ba. Và có khi nó không có cả ba đó, mà nó chỉ đi với thuộc tánh sân mà thôi. Vì khi mà chúng ta học á, đừng chỉ học đơn thuần những con số. Cái khổ là có nhiều người học thắng pháp đó, chỉ học những con số. Và trong những con số này, nếu chúng ta khéo đó, thì những cái pháp bất định đó, chúng ta lại hiểu sai. Và hiểu sai pháp bất định. Bây giờ chúng ta nói tâm sân thì nó đi được với 12 thủ tánh tự tha, trừ hỷ, 4 si phần, 4 sân phần và 2 hôn phần. Hiểu như vậy là hiểu chưa đủ. Và hiểu chưa được. Chắc chắn tâm sân nào cũng có 12 thủ tánh tự tha, trừ hỷ, 4 si phần. Nhưng mà trong 4 sân phần này, thì phải coi lại nha. Và trong 4 sân phần thì chắc chắn tâm sân nào cũng có thuộc tánh sân. Nhưng mà riêng ba cái là tật lẫn hối đó, thì có, nếu nó có một trong ba thì nó chỉ có một thôi, không thể có một lúc cả ba. Và có nhiều tâm sân không có tật lẫn hối mà chỉ có thuộc tánh sân thôi, cái đó mình phải cẩn thận. Như hồi nãy thì gọi từ siêu và chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần là những tâm vô trợ thì dứt khoát không có hung trầm thủy biệt. Nhưng mà những tâm hữu trợ thì có khi có khi không. Dạ, không phải tâm hữu trợ nào cũng có hôn trầm và thủy miên. Về những điểm này chúng ta phải nhớ. Dạ, phải nhớ cho rõ. Bởi vì nếu không đó, nó rất là có vấn đề ở trong thắng pháp gọi là Nijata Samyutta, gọi là tương hợp nhất định. Và Anijata Samyutta là tương hợp bất định. Cái bất định và nhất định phải được đề cập đến. Nó cũng là một điểm rất là thú vị. Dạ, rất là thú vị. Thật ra thì khi mà chúng ta học thắng pháp đó, soi sáng cho chúng ta rất là nhiều điểm. Khi mà mình đọc lại kinh tạng và kể cả khi mình hành tứ niệm xứ. Dạ, như khi nãy chúng tôi có đề cập đến một chuyện tri kỷ tri bỉ mà tôi từ xưa mới trả lời đó. Thì quý vị nghe, quý vị có thể thấy rằng mình biết ta, tức là biết ưu điểm của mình, khuyết điểm của mình, cái sở trường của mình và sở đoản của mình. Mình biết sở trường sở đoản người khác là một chuyện khác. Nhưng mà mình biết để rồi đi đến mặc cảm tự ti hay là tự tôn, thì cái tự ti tự tôn nó bắt đầu là mạng đó. Cái mà mình biết đó, chưa phải là mạng. Ví dụ như chúng tôi nói rằng về vấn đề mà xây cất thì sự tội tự siêu biết giỏi hơn chúng tôi. Và về vấn đề máy móc thì chúng tôi biết giỏi hơn sự tội tự siêu. Thì cái đó chưa gọi là mạng. Yeah. Nhưng mà chúng tôi nói câu là nói sự tội tự siêu thấy biết về xây gất như máy móc dở ẹt à. Không có bằng tôi đâu. Thì cái đó là có vấn đề. Cái đó là bắt đầu chúng ta rơi vào trong tình trạng gọi là mạng. Cái mình biết là một rẻ. Nhưng mà ngày từ sự ngày dùng cái chữ là chữ ý, nhưng mà thật ra cái chữ khó xài lắm. Nhưng mà đạt đến chữ tự ti hay tự tôn hay là tự thị thì bắt đầu nó có vấn đề. Dạ, bắt đầu nó có vấn đề.
nhiều khi nó làm sự tế gì. Nhưng mà thật ra học mấy cái này rất là thú vị thưa quý vị. Chúng tôi không biết là quý Phật tử học Thắng Pháp á, thì quý vị thấy có khô khan không? Nhưng mà riêng với cá nhân chúng tôi thì những cái năm tháng mà học Thắng Pháp mà chúng tôi thấy rằng mở cho rất nhiều cánh cửa và gợi cho chúng ta rất nhiều sự suy tư, lợi ích vô cùng. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính tri ân chư Tôn Đức đã vào Room để chia sẻ và đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Ngày mai này chúng ta sẽ có lớp dạy và ngữ Pali của Thiền Tọa Tại Siêu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya sanh thiếu lành thầy. Thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng ta, hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốp điểm trợ cho các phần hành trong lớp học đùa tức mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường là Phật. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các tường năm chấp pháp nhiệm mộ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Yang kimchi kusala kamang kapa pangiriyam mamakayena vaja manasa didase sukatang katang yeta pasanyino artiyeya santa asanyino katang bunyi